Dạ kính thưa quý vị, đây là bến đò kinh 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 một của Tân Hiệp nè quý vị. Lâm đang hướng từ quốc lộ 80 qua bên chạy về cuối kinh. Đây là kinh 1 của Tân Hiệp. Đầu quốc lộ 80 đi qua thì nó là kinh 1, là 1A đó quý vị. Còn giữa kinh, từ kinh Đồng Dông chỗ về sau đó là kinh là 1B. Đây có cái mùi người ta đang chắc chắc nấm đó quý vị. Này là Lâm đi hướng bên tay phải nha quý vị. Đó là cổng chào của ở Tân Hiệp này, nếu mà quý vị vô qua mở cái kinh đó, thì đều có cái cổng chào hết để phân biệt giữa kinh A 1A hay là 1B đó quý vị. Đây là kinh kinh 1 nhưng mà là 1A, là đây rồi thuộc xã Tân Hiệp B luôn. Này là 1A. Ở dưới sông á, thì ở mé sông á thì đang bơm nước vô ruộng đó quý vị, hoặc là bơm ga chẳng hạn. Kinh một quá thì có những cái kinh á, thì cái đường lộ á, nó được bây giờ nó được thêm phân nửa cái này nữa đó quý vị. Thì bình thường á thì ở đây thì kinh này Lâm thấy không có được chưa gọi là cái bờ kinh về đường lộ là nó không có lớn bằng mấy cái kinh khác đó quý vị. Ở trước mặt của chúng ta thì có một cái đám cưới đang được diễn ra rồi quý vị. Ở đây đang là ở phía bên tay phải thì số nhà là số lẻ đó quý vị, còn bên tay trái là số nhà số chẵn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
mặt của chúng ta là một nhà thờ đó quý vị. Thì ở đây là nhà thờ giáo xứ An Tôn nè quý vị. Ở đây là trước mỗi nhà thờ đều có một cái cây cầu hết đó quý vị. Đó là trường tiểu học Tăng Hòa 1 đó quý vị. Đây có những cái bông hoa đồng tiền này, vừa mới đi ngang á, ở phía bên tay phải. Cây cối thường trồng hai bên đường là một là những cây để trưng, ví dụ như một cây mai, rồi những cái bông hoa. Và những loại rau ăn được đó quý vị. Thấy có rau muống, rồi xà lách. Ở đây có những hộ nuôi vịt nè quý vị. Vú sữa rồi mít được trồng đang xen nữa nè. À, những cây nhãn rồi
cây mặn chuối. Ở dưới sông là bác có những cái đồ gọi là ve chai đó quý vị. Những cái tiếng máy đó là đang bơm nước đó quý vị. Pháo ở đây bà con cũng có trồng đấy. Đây là nhà thờ giáo xứ của An Tiến. Đây nè quý vị. Lâm thấy mà thường đó là kinh A kinh B là mỗi cái kinh đều có một cái nhà thờ, có nghĩa là bình quân là một kinh vậy là có hai cái nhà thờ đó quý vị. Như kinh A thì 2A thì Lâm thấy tới hai cái nhà thờ lận. Kinh A2 chứ, A2 có hai cái nhà thờ và A1 có thể thấy có một cái nhà thờ. Đây tới số nhà là khoảng 399 rồi đó quý vị. Là gần hết 1A rồi quý vị. Rồi sẽ tới kinh Đồng Dông á. Kinh Đồng Dông á thì song song với quốc lộ 80. Ở hai có nghĩa là nếu mà lấy quốc lộ 80 làm tâm chuẩn thì kinh Đồng Dông nó cắt Tân Hiệp ra, bên đây một kinh và bên kia một kinh Đồng Dông. Đây nè quý vị, kinh 1A thì số nhà ở bên tay phải, số nhà cuối cùng đó, nó khoảng là 400
425 mà quý vị, 425, 426 gì đó. À, 425 quý vị là ở cuối kinh này. Ở đây có một cái nhà máy lớn nè. Đây là kinh Đồng Dông nè quý vị. Đây là kinh Đồng Dông. Đây là một cái nhà máy xây xác. Cô đang bán cái gì nè? Cô mình bán cái gì vậy cô? Dạ. À, cô ấy là bán cá lóc đó quý vị. Đen anh ơi. Bữa nay đi gặp đám cưới hơi nhiều đó quý vị. Đầu kinh, cuối kinh, giữa kinh cũng có luôn. Đây là một nhà thờ nè quý vị. Đây là họ đạo Kitô, một kinh 1B nè quý vị. Anh đang quay phim. Hả? Nè. Trời ơi. Đây là bốn sự. Anh vô anh quay đám cưới của em nè. Này ngày mai đám cưới của em đó. Nè anh quay ok rồi. Nè tân hôn này, tân hôn nè. Đó, tân hôn của em á. Rồi đây chú gái phải không? Đờ, không, em kế chú rể thôi. Em này em họ của chú rể thôi. Trời ơi trời. Đó, đờ, cái kia là anh nè, anh anh ruột của chú rể. Trời ơi. Không à.
không mà thật sự cái này nó quay nó đưa lên báo đàng hoàng mà đúng không anh bên cái gì không anh đưa lên YouTube ạ à. YouTube à ừ. mày làm gì à, kinh ký sự miền Tây à ký sự miền Tây ký sự miền Tây đó.